Không giống như những ơn gian dãy thương khác ở Hàn Quốc, Giang Soobin được nổi tiếng vì thân hình quá khẩu cùng các video ăn uống, dãy trang điểm sinh động và dễ gây tuyệt vời với người xem. Tuy nhiên, sau khi được thầy thuốc công bố lượng mỡ trong cơ thể là 70kg, khiến Soobin có thể đương đầu với căn bệnh béo bở cùng những vấn đề sức khỏe vô cùng nghiêm trọng, cô nàng đã quyết tâm giảm cân. Và cuối cùng cố gắng của cô nàng cũng được đền đáp xứng đáng. Cách đây ít phút, Soobin đã chia sẻ hình ảnh thế hệ nhất sau khi giảm được 25kg trên trang cá nhân khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh chụp cơ thể Giang Soobin trước và sau khi giảm 25kg. Dòng hai của Soobin thu gọn trông thấy, những ngấn mỡ cũng không còn nhiều nữa. Không chỉ cơ thể mà gương mặt Giang Soobin cũng đổi mới đáng kể sau khi giảm cân. Vốn có sẵn nét duyên và năng lực trang điểm nên Soobin đã trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều. Đặc biệt, cho dù giảm cân thì cô nàng vẫn giữ nguyên biểu cảm hài hước, dễ thương của mình. Chưa đầy một tiếng đồng đại dương sau khi đăng tải, bài đăng của Thánh Ăn Hàn Quốc đã thu được hàng chục nghìn lượt biểu tượng cảm xúc của dân mạng. Họ để lại rất nhiều bình luận ngạc nhiên lẫn chúc mừng cho cô nàng. Chúc mừng chị, chắc là chị đã phải tập luyện âu sầu lắm. Cố lên cô gái, dù béo hay gầy em vẫn là cô gái dễ thương và được mọi người yêu quý. Chị đẹp sắp biến hình rồi, chúc mừng idol. Xinh thật sự, dáng như nào đi nữa vẫn xinh. Được biết, để giảm được 25kg như hiện tại, Giang Soobin đã phải tập luyện rất nhiều và đổi mới cơ chế ăn uống.